thì có thể là sẽ có vài người có một cái giống như là một cái con số không nhỏ các bạn anh chị trong đây cũng không không hề ít đâu, năm nay phải trải qua nhiều cái thời kỳ, nhiều cái cơn bão để các bạn có thể là lột xác. À, cơn bão này á, nó khuấy đục nước cái cuộc đời của mọi người luôn đó, nhưng mà mỗi biến cố á, xảy ra sẽ có những cái phước lành ở trong đó, sẽ có những cái phước lành trong đó. Vì thế hôm nay mình sẽ xin thông điệp từ thiên thần cho mọi người ha. À, giờ chúng ta vô trải bài luôn, và cái trải bài này á, chỉ gồm có hai tụ thôi, mình sẽ không làm nhiều, không làm nhiều. Mọi người cố gắng lắng xuống cái tâm trí để có thể chọn một cái tụ phù hợp nhất với mọi người ha. Và nếu mà ai không phù hợp á, thì hãy chọn một cái trải bài khác tốt cho mọi người hơn. Và cảm ơn mọi người nha. Đi vô trải bài luôn. Cái lá các bạn chọn là lá này, First Page. À, thiên thần nói gì về biến cố của bạn? Trước tiên á, là cái lá các bạn chọn á, là nó đã có cái rung động của con số 3 rồi. Có thể chính bạn cũng là một người á, các bạn có được cái trực giác. Còn nếu ví dụ á, trực giác không mạnh thì bạn cũng là một người mà tin vào nhân quả. Tin tin vào cái sự soi chiếu từ ơn trên, tin vào tâm linh, tin vào có vay có trả. Có lửa mới có khói, có nhân mới có quả, cái kiểu như vậy. Cuộc sống của bạn này á, nhờ vào biến cố thì các bạn mới giác ngộ được, mới tỉnh thức được, mới chín chắn và các bạn trưởng thành lên được. Đa số những cái biến cố trong cuộc sống của các bạn sẽ theo cái xu hướng mà nó bất ngờ, nó không ngờ tới được. Thường á, thì khi mà nó tới, bạn sẽ cảm giác là rất là phũ phàng. Nhiều khi á, sốc chịu không nổi luôn. Thì mình thấy có hai câu chuyện ở trong đây. Thứ nhất, có thể bạn đang có một cái kế hoạch đi đến kết hôn, đi đến cam kết với ai đó. Người này mang tính nữ trội hoặc là một người hoặc là bị một người nữ chen chân vào chẳng hạn đi. Chen chân vào cái mối quan hệ của các bạn đi. Thì đây là cái sự phản bội của người thứ ba đúng chưa? Cái cuộc tình này kéo dài được tính bằng năm và có thời gian, các bạn đã có cái thời gian gắn bó với nhau rồi, nhưng có một cái cú sốc bất ngờ nó xảy tới khiến các bạn phát hiện ra rằng bản thân bạn đã bên cạnh một cái người mà không hề tốt. Không hề tốt có cái người thứ ba chen chân vô chứ. Nên cái cuộc hôn nhân này, cái sự cam kết này là buộc phải kết thúc. Nếu bạn là nam thì cái người nữ này tự chấm dứt cái cuộc tình này. Nếu các bạn là nữ đang xem, các bạn có thể bị người phối ngẫu hoặc đối phương của các bạn phản bội á, bởi một người nữ chen chân. Hoặc là thêm một cái góc nhìn nữa, nếu bạn trong một cái mối quan hệ mà đối phương chưa bỏ vợ, mọi người tự suy xét xem là có thể là có bị dính ở trong đây không, ở cái trường hợp nào. Một câu chuyện khác, bạn đã trong một cái cuộc hôn nhân đầy sự mệt mỏi lừa dối sau nhiều năm. Phải nói rằng đây là một cái sự ràng buộc khủng khiếp. Đi không được, ở không xong. Mình không thấy cái sự hạnh phúc trong đây. Mình thấy cái sợi dây vô hình của cái sự trói buộc. Cái câu chuyện này có dấu hiệu của nhân quả tiền kiếp. Từ kiếp trước đến kiếp này, cứ có bài học về cái sự chung thủy hoài luôn trong đây nè, mà các bạn chưa học được. Nên bắt đầu là liên tục là làm khổ nhau trong cái mối quan hệ này. Thế thì chốt lại, hai cái dòng câu chuyện ở trên á, là cái biến cố sẽ bùng nổ. Một là trước năm 2022, hoặc không thì chính xác vào năm 2022 sẽ bung bét hết luôn. Sự thật được vạch trần. Đó là cái thời điểm mà bạn đang xem cái trải bài này á, và chọn cái tụ này đây không sai một ly. Đúng khoảnh khắc, đúng thời điểm rồi. Đấy. Và mình thấy thêm một vài điều nữa, là có thể là liên quan đến kinh tế, đất đai, tài sản, giấy tờ pháp lý cần phải giữ bí mật. Không hiểu tại sao lại có cái lời khuyên như thế, nó thòng như trong cái tụ này ha, cần phải giữ bí mật giấy tờ pháp lý, đất đai, tài sản. À, nhưng mà có thể là có cái sự tranh chấp, có cái sự tranh chấp ở trong đây rồi, hoặc là bất lợi nào đó trong đây rồi, hoặc là phân chia tài sản. Cái này là dành riêng cho ai là nữ ha. Đã kết hôn trong đây mà hôn nhân đổ vỡ thì suy xét cất giữ, giữ gìn thật kỹ giấy tờ. Nếu các bạn đã có kinh tế, đất đai, tài sản, các loại giấy tờ liên quan thì tránh những cái điều xui xẻo xảy ra, thì hãy cẩn thận mà cất cái đó đi. Còn nếu ai là nam mà bị từ chối kết hôn thì cái người phối ngẫu á, bỏ rơi á, thì thôi, phải chấp nhận thôi. Người này á, thật sự ra họ chỉ quan trọng vật chất thôi. Có lập gia đình cũng sẽ không tồn tại được lâu. Làm sao mà mình lấy một người mà người đó chỉ cần tiền? Mọi người lấy được không chứ mình là chịu ạ. Cái điều ẩn giấu sau tất cả những cái câu chuyện này, những cái biến cố sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra từ trước đến nay á, thì cái điều ẩn giấu là gì?
thì mình thấy có thể sâu sắc nhất trong mọi lý do, mọi nguyên nhân, thì cái cơn bão này là biến cố nó đến với cuộc đời bạn á, nó phải xảy ra như vậy để làm tiền đề chấm dứt mọi nghiệp quả oan khiên của các bạn từ cái kiếp sống trước. Không có cái gì gọi là nó ngẫu nhiên đâu, hoặc là để kết thúc hoàn toàn những cái thứ bất lợi cho đời sống của bạn một thời gian nó quá là dài rồi. Bắt buộc phải trải qua những cái điều này thì mình thấy là có cái sự chịu đựng ở trong đây, có cái sự không cam tâm đã rất lâu rồi, vì có thể là cái sự giống như là cái sự kết thúc này á, nó đau khổ như thế nào, nó bất ngờ như thế nào thì vẫn là một cái điều mà nó phải nên xảy ra và tốt đẹp cho cái tương lai của các bạn. Nó giúp tốt đẹp cho cái tương lai của các bạn để giúp cho các bạn là bắt đầu hoàn toàn, để sang một cái trang mới hoàn toàn luôn. Mình thấy có thể vẫn có cái sự hòa giải, hoặc là mong muốn khao khát được hòa giải. Vẫn có người trong đây chờ một cái kết tốt đẹp hơn, hoặc là mơ ước về một cái kết thúc có hậu hơn một chút. Mong muốn này có thể là đối phương của các bạn mong muốn nha, lừa dối người ta xong bắt đầu mong muốn nha. Nhưng một cái mình nhận thấy ở đây là một cái căn phòng trống rỗng, không một bóng người. Hình ảnh này có thể là, đây là một cái hình ảnh phản ánh sâu sắc nhất về đời sống hoặc đời sống tình cảm của các bạn và đối phương của các bạn. Không có cái sự liên kết ấm áp nào trong đây, mà rõ nhất là cái sự vắng bóng khi cần thiết, nhiều lần tranh cãi, nhiều lần hòa giải. Nhưng mà cái rung động của cái con số 3 trong đây nó quá lớn. Vì vậy á, cái gì đó đến lúc nó xảy ra, nó là chuyện nó phải xảy ra. Đó là cái sự thay đổi cục diện hoàn cảnh số phận. Thế thì cái lời khuyên á, cho cái hoàn cảnh này là gì? Là không ai đoán trước được số phận sẽ dẫn dắt chúng ta đi theo con đường nào là chính xác nhất. Nhưng khi nào bạn sẵn sàng để bản thân đi theo cái hướng ánh sáng đó, thì ánh sáng sẽ tìm bạn và sẽ chiếu vào cuộc đời bạn ở những cái khoảnh khắc năm tháng đen tối nhất. Hoàn cảnh của bạn, những cái thứ xảy ra trong đời sống của bạn thời gian qua, đó là một cái đòn bẩy cho cái hành trình á, để cho các bạn tìm lại cái sự cân bằng và thanh lọc tất cả những cái nguồn năng lượng xấu, kết thúc đi tất cả những cái nghiệp quả sâu dày từ vô lượng kiếp. Đó là lý do tại sao mà đúng năm 2022 này bạn sẽ coi được cái trải bài này. Trong đây có rất nhiều cái con số của cái sự khởi đầu. Sự khởi đầu này là một mình một chiến tuyến. Một mình bạn mới tạo ra được cái cuộc sống phù hợp với bạn. Chỉ có chính bạn mới chữa lành được cái luân xa trái tim của các bạn. Các bạn có thấy cái màu xanh ở trong đây không? Xanh lá đó. Thì mình nghe thấy cái cụm từ là sự giao thoa. Sự giao thoa có thể là nói về cái giai đoạn thông suốt nhất mà cái linh hồn của các bạn đó, bản thân các bạn sẽ cảm thấy và cảm nhận được là lấy lại được cái sự tự do sau bao nhiêu năm bị quậy cho đục nước, quậy đục nước luôn. Và khi cái cơn bão nó đi qua thì mọi thứ nó mới được lắng xuống. Mọi thứ nó mới được lắng xuống. Bạn sẽ thông suốt hơn. Và khi thông suốt hơn á, là khi nào mà thông suốt hơn này, nó có cái dấu hiệu. Khi nào mà các bạn nhìn thấy cái con số 4 á, 4444 nó được lập lại á, thì khi đó thiên thần họ muốn bạn biết là bạn sẽ được tự do hoàn toàn. Bạn sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả những cái nghịch cảnh. Hành trình này á, là cái hành trình để các bạn có thể chữa lành trái tim. Nó các bạn có thấy cái này nó chồng chất lên nhau không? Nó là tầng tầng lớp lớp, bóc từng lớp của vấn đề, giống như con người bạn vậy. Bạn sẽ hiểu sâu hơn sau tất cả những cái trải nghiệm. Khi các bạn hiểu bản thân các bạn rồi á, thì tiếp theo nữa là sẽ hiểu được tất cả những ai đến với cuộc sống của mình. Và đây là một cái kinh nghiệm thực sự quý báu và tiền không mua được đâu. Nó không mua được đâu. Dành cho các bạn đó. Cái năng lượng của cái tụ này á, nó hơi ngắn như thế thôi. Và chúng ta sẽ đến với những cái trải bài sau, thì có những cái chủ đề nào thì mình sẽ làm cho mọi người. Và chúc các bạn ở cái tụ này được bình an và giải quyết tất cả những cái gì nó quẩn chân vào cuộc đời của các bạn đi ha. Kết thúc đi và cảm ơn mọi người rất nhiều. Kết thúc và tái sinh, chứ không phải kết thúc là kết thúc luôn. Kết thúc và tái sinh. Ok, bye bye mọi người nha. Xin chào mọi người tụ 2. Xin chào mọi người tụ 2. Cái tụ các bạn chọn là lá Moon Maiden, New Beginning. Một cái khởi đầu mới. Những khởi đầu mới.
màu xanh lá thường thường á, thì mình coi thì là Luân Xa Tim. Luân Xa Tim, những bài học, những thách thức liên quan đến trái tim, đến sự cảm nhận của trái tim. Sự thổn thức không nói lên lời, nhiều sự tổn thương thì mình thấy là quá khứ. Nhìn thấy quá khứ, một cái viên ngọc lục bảo phải cố gắng đắm mình xuống đáy biển để tránh đi cái sự khuếch tán của ánh sáng khi mà bị ánh sáng chiếu vào đấy. Tương tự đó thì đây là bạn. Cuộc đời của bạn từ cái khoảnh khắc mà bạn xem cái trải bài này trở về trước kia là cái giai đoạn các bạn ẩn mình, ẩn giật, bắt buộc phải rút lui khỏi bất cứ một cái hoàn cảnh nào chung quanh và phải lui về ở ẩn, phải lặn sâu luôn đấy. Thì mình thấy trạng thái ở trong đây là trạng thái bất động. Cái sự bất động này á, nó phụ thuộc nhiều vào thiên thời. Hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy, không làm khác được, biến cố được tính bằng năm. Ánh sáng ở đây nói về màn đêm, ánh sáng mặt trăng này, thì linh hồn của bạn là một linh hồn thuần khiết. Nhưng mà buộc phải ẩn mình, buộc buộc phải che đậy đi cái ánh sáng của mình. Mình thấy bạn đã từng bất lực, bạn đã từng bất lực với chính điều đấy, vì bạn bạn này ấy, thò mặt ra là có chuyện nha. Đi đâu là có chuyện, đến đấy thò mặt ra là có chuyện. Thì mình thấy đời sống chung quanh của các bạn ấy, giống như The Walking Dead, có ai coi không? Có ai phải coi phiên zombie không? The Walking Dead không? Chung quanh bạn nó zombie, nó đuổi bạn như gì vậy đấy. Bởi vậy á, nếu mà các bạn không ẩn mình thì không được, không ẩn mình đi thì không được. Bạn này á, trưởng thành trong sự cô đơn, trưởng thành trong sự cô đơn. Cái sự cô đơn á, nó nuôi dưỡng các bạn, cái sự cô độc á, thì nó lại bảo vệ các bạn đấy. Nó ngược đời như vậy đấy, bắt buộc phải làm lại cuộc sống, làm lại cuộc đời. Cái biến cố mà nó xảy ra trong cuộc đời của các bạn á, để các bạn phải làm lại cái cuộc đời mới, viết lại câu chuyện của mình hết. Những cái con số ở trong đây là những cái con số có thể gắn kết với cái câu chuyện của các bạn. Thí dụ như là 17, 24, 36, số 5, số 8, số 6 và số 3. Mình đọc lại nha. 17, 24, 36, số 5, 8, 6 và 3. Mình cảm nhận được cái cụm từ là cái cụm từ mà giải thoát. Giải thoát có thể đã chấm dứt một cái biến cố lớn, nó dai dai dẳng và nó dài đằng đẵng rồi. Tiếp theo nữa, đi theo cái giải thoát là cái gì? Là chuyển hóa, là chuyển từ cái nơi này đến cái nơi khác, từ cái hoàn cảnh này sang cái hoàn cảnh tốt hơn. Hoặc là một cái cụm từ đó nó hiện lên trong đầu mình là chạy thoát, hoặc là thoát khỏi. Tiếp theo nữa, mình nghe thấy là cái từ là trói buộc. Đã từng bị trói buộc bởi điều gì quá lâu nhưng mà thoát khỏi rồi nha mọi người. Hoặc là nếu ai chưa thoát thì sẽ thoát. Có ai trong đây á, có thử thách về tâm linh không? Mình nhìn thấy là 9 năm cho một cái điều gì đấy, 9 năm cho một cái điều gì đấy. 36. 9 năm cho một cái điều gì đấy. Hoặc là nếu có thì khoảng là có một số người là 36 tuổi sẽ là thời điểm chấm dứt. Cái thời điểm bắt đầu là năm 24 cho đến 36. Biến cố này vừa là biến cố được sắp xếp bởi vũ trụ, vừa là biến cố mang tính chất nhân quả luân hồi. Cái riêng cái tụ này á, trước mắt là ra tất cả những cái lá đồ oracle, thấy cái lá oracle chứ, là rất nhiều cái năng lượng tâm linh trong đây rồi. Tại sao mình nghe thấy cái cụm từ trả giá? Có ai đang hại các bạn không? Mọi người biết là ai, biết ai trồng khoai đất này luôn, nhưng có vẻ như bạn này á, có cái suy nghĩ về phúc đức nhiều á. Các bạn có phúc, có đức. Tụ này có thể là cái giai đoạn này hoặc là sắp tới đây có thể đã chữa lành hoặc xoa dịu được cái tổn thương từ đứa trẻ bên trong. Có cái sự chuyển hóa trong đây rất là lớn và rất tốt. Mình khai thác một chút về cái câu chuyện của các bạn ha. Có thể bạn sẽ nhìn thấy hoặc là cảm thấy một cái sự thật về một cái người mà mang tính nam mọi người. Cái người này trong cái độ tuổi là 28 tuổi thôi. Đây là một vài trường hợp á. Thì mình thấy có thể cái người này đứng sau toàn bộ cái biến cố trong cuộc đời của các bạn, giống như là có một cái âm mưu tạo nên những cái hòn đá nó cản trở. Người mang tính nam nha, chứ không phải là hoàn toàn là người nam nha, không phải hoàn toàn là đàn ông nha. Thì họ có những cái âm mưu tạo nên những cái hòn đá cản đường trong cuộc đời của các bạn đó. Xét về công việc á, thì là một cái người nam mà che giấu nhiều cái điều mà nó không rõ ràng. Có thể là sếp hoặc đồng nghiệp không tốt. Còn nếu mà cái trường hợp khác, nếu mà xét trong một cái mối quan hệ đã từng á,
là ex cũ á, có nghĩa là người yêu cũ đó, thì có thể là người yêu cũ, chồng cũ cũng được, hoặc vợ cũ gì đấy, thì có thể là người này luôn muốn làm rối loạn cái cuộc sống riêng của các bạn lên này. Người này mình nói thẳng là một cái nhân vật có tính cách không tốt, không hề trung thực, mờ mịt lắm, hơi có cái thiếu cái đạo đức á. Và cái tính cách thì nóng nảy. Ngay cả những cái điều mà họ làm hại ai đó đi, hoặc là sống với ai đó, thì cái nhân vật này cũng phải tính toán chi ly từng bước đi một. Âm mưu đi từng bước một là phải làm cái gì, là phải tính toán chi ly từng bước một. Cái giai đoạn mà các bạn thấy cái trải bài này cũng là lúc bạn hoàn toàn, các bạn hoàn toàn giống như là nhìn ra được cái sự thật này về ai đó mang tính nam không tốt. Đấy, thì cái biến cố này á bắt buộc phải được xảy ra trong cuộc đời của bạn ở kiếp sống này, không trốn được. Nhưng mà các bạn phải ăn mừng, vì cuối cùng á, cái nợ này á, cũng đã thanh toán, cũng đã sạch sẽ rồi. Và mình thấy có thể một vài trường hợp kéo dài 6 năm, bị hại sau lưng 6 năm, 6 năm này cuộc đời bạn bị phủ xương luôn, không nhìn thấy mặt trời, tàn phá sạch sẽ tiền bạc, sức khỏe, tình cảm te tua. Đáng ra cái năm mà khoảng bạn khi bạn 22 tuổi, bạn có thể chọn một cái con đường khác tốt hơn nhé. Lúc đấy là có thể chọn một cái con đường khác tốt hơn, nhưng cái gì tới nó tới, cản không được. Cái nhân vật này là một cái biến cố, tránh không được cho đến cái năm mà 31 tuổi, hoặc là ngoài 30 thì có thể mới tìm ra được cái lối thoát. Có thể là các cái mốc thời gian nó sẽ không chuẩn xác đâu, nhưng mà mọi người hãy nhớ những cái con số mình đưa ra để có thể các bạn đối chiếu được. Thì mình nhìn được cái giai đoạn này sẽ có cái ảnh hưởng từ biến cố này lên cuộc sống của bạn rõ ràng nhất ở những cái khía cạnh sau đây này. Thứ nhất, một số người sẽ có khó khăn về tài chính cực kỳ luôn, có thể sẽ luôn rơi vào hoàn cảnh phá sản, mất tiền bạc. Mình nghe thấy cụm từ bị phá hoại ngay từ đầu. Bị phá trong đây là bị phá trong công việc, sự nghiệp với nhau mọi người, bị ảnh hưởng đó. Thứ hai nữa là cái sức khỏe của các bạn đó, nó đi xuống, nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến sức khỏe. Thì mình thấy một điều hiện lên trong đây là có thể có điều khuất tất sau lưng các bạn nha. Có người không hề tốt trong đây. Có thể bạn đã là nạn nhân của một cái âm mưu hãm hại nào đó được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Thì như mình nói ở trên thì hoàn toàn khớp với nhau, những cái người làm phiền người cũ. Và cái mấu chốt trong đây á, ai trong đây đang chuẩn bị cưới xin, hoặc đang yêu đương người nào đó, hoặc có kế hoạch làm ăn bất cứ cái gì về đời sống riêng tư, thì làm ơn hãy giữ bí mật, hãy kín kẽ, yên lặng thôi. Và trong đây có ai bị người cũ phá hoại thì hãy cẩn thận trong đây nha mọi người. Mình cũng không phải là cái sứ giả ở trên phái xuống, nhưng mà mình khẳng định đây là cái như là cái biến cố, cái rắc rối này không thể nào mà tránh được các mọi người. Nhưng mà khi mà vượt qua được rồi thì mọi người mới biết một câu á, chân thực nhất về cuộc đời này là đâu là đá, đâu là vàng, đó mới phân biệt ra được. Cái lời khuyên của cái thiên thần cho cái hoàn cảnh này á, của cái cơn bão này khi mà nó ập tới, nó đi qua cuộc đời của các bạn, dù đi qua chưa hay đi qua hay chưa đi qua hay sắp tới gặp như thế nào đấy, thì cái ý nghĩa của cái cơn bão này nó là cái gì? Nó quá đẹp đẽ. Chúng ta có cái lá The universe is your partner. Cái lá này rất là đẹp. Một cái bàn tay. Nhớ đến Đà Nẵng. Nhớ đến Đà Nẵng. Đà Nẵng đẹp ha. Đà Nẵng là thành phố bình an, xinh đẹp, đồ ăn rất là ngon. Người Đà Nẵng cũng là những người rất là tốt tính. Văn minh. Nhìn giống không? Giống cái bàn tay ở ấy không? Ở cái cầu á. Khi mà cái lá này á, cho mình cái cảm nhận là vũ trụ luôn đồng hành với các bạn. Bàn tay trong đây mình cảm nhận được cái sức mạnh cực kỳ lớn. Cái ánh sáng vàng ở trong đây, mình thấy được cái sự tự do. Cái bàn tay mà có một cái luồng ánh sáng, một cái hào quang ánh sáng ở trên. Ánh sáng của ơn trên, của sự thật, của sự che chở, sự hóa giải hận thù. Ánh sáng vàng á, là cái sự giác ngộ tâm linh. Biến cố này là một cái ngòi kích trong cái quá trình thức tỉnh tâm linh và giác ngộ trong cuộc đời của các bạn. 31 tuổi đổ đi, có ai trong đây 31 tuổi đổ đi không? Thanh toán hết nợ cũ, nhân quả cũ. 31 tuổi đổ đi là cái khoảng thời gian là chấm dứt, kết thúc hợp đồng, đau khổ lắm rồi, mệt lắm rồi, hết nợ.
thì mình thấy những cái drama xảy ra trong đời sống của bạn từ khi bạn xem cái trải bài này á, ở phía xem trải bài này á về trước nha, tính khoảng thời gian về trước là nhân quả và rất là sâu, bạn có những cái nhân quả rất sâu. Cái kiếp sống này á, bạn hiện diện ở đây á để tháo gỡ, để gỡ sạch hết. Khi mà biến cố này nó xảy ra, bạn chịu tổn thất trong đời sống, đó là một cái bài học cực kỳ lớn và bài học đau đớn vô cùng. Nhưng đi kèm với cái bài học đó là cái phước lành. Từ cái câu chuyện này, từ cái biến cố này này, các bạn sẽ là một người có rất nhiều kinh nghiệm, là cái hành trang để các bạn mang theo cả cuộc đời này, để sau này các bạn đối nhân xử thế. Chúng ta lấy gì làm kim chỉ nam? Thì chắc chắn là lấy tình yêu thương và sự chân thành rồi, chứ không lẽ lấy cái hận thù làm kim chỉ nam, hoặc là cái sự trả đũa ai đó làm kim chỉ nam đâu được. Là tình yêu thương và sự chân thành, không không phải sự hận thù nha. Và trong cái khoảng thời gian đó, cái cơn bão nó vật các bạn, các bạn tụ hai này á, sắp mặt đó, thì mình thấy là giống như các bạn bị nhấn chìm trong một cái giếng rất là sâu. Đây, các bạn có thấy nhìn nó giống như vòng xoắn ốc không? Thấy nó giống vòng xoắn ốc không? Đấy, bị nhấn chìm rất là sâu trong nhiều năm, nhưng mà có thể các bạn đã rất là kiên cường, các bạn đã rất kiên cường, tiếp tục đào sâu sự thật luôn. Bạn chịu đựng một thời gian rất dài, cuối cùng cũng tìm ra được cái dòng nước, đào càng sâu xuống tuy là đau đớn nhưng mà kết thúc là sẽ tìm ra được một cái dòng nước rất là mát. Và cái đây là cái kết quả, cái hình tượng cho cái kết quả của quá trình chịu đựng của các bạn, một cái sự chữa lành cực kỳ sâu sắc luôn. Thì mình thấy cái hình ảnh của cái sự tái sinh sau cái chết, sự tái sinh sau cái sự kết thúc, sự tái sinh rất là mạnh mẽ. Các bạn biến thành một cái con người mới tốt đẹp hơn và củng cố cái niềm tin vào ơn trên. Và mình cảm nhận được là cái sự che chở rất là lớn. Ở đây chúng ta có hình ảnh chiếc gương nè. Mà cái gương này nó vỡ, cái gương này nó vỡ. Cho mình cảm nhận được một điều là có thể bạn sẽ hiểu ra được là thật sự chúng ta không thể nhìn thấy được mọi thứ bằng bên ngoài đâu. Sự phản chiếu so tất cả những cái mối quan hệ bạn có thể gặp trong cuộc đời này. Có thể bạn sẽ sống tốt hơn để gặp được những người tốt hơn, thay vì quá khứ chính bạn cũng không hoàn toàn hiểu về bản thân, nên bạn có thể đã thu hút hoặc phải là phải chôn mình vào những cái hoàn cảnh dở khóc dở cười đó, sống dở chết dở, cái bất lợi cho chính bạn thôi. Thì mình cảm nhận được là mọi thứ nó đã kết thúc rồi. Mừng quá, tích cực quá. Một cái cuộc hành trình mới nó sẽ tới, lập lại tất cả, hết tất cả những cái trật tự cuộc sống, và bạn sẽ nhận được cái điều thực sự nó xứng đáng với bạn. Cái người nào mà hại hại bạn hoặc là làm gì bạn khuất tất, thì mình cảm thấy là mình không nói được về sự trả thù của bạn dành cho họ nữa, nhưng nó không quan trọng cái điều đấy đâu. Hãy để cho nhân quả, hãy để cho ơn trên, hãy để cho vũ trụ. Còn nếu mà chúng ta nợ người ta thì thôi chúng ta trả cho nó xong. Và nhân quả thì sòng phẳng lắm, không có trốn được đâu. Và ok, cái tụ hai này xin dừng lại ở đây. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Sau sau một khoảng thời gian mình mới khỏi bệnh xong á, thì mình quay 5 cái video cùng một lúc nha. Các bạn thấy mình giỏi không? 5 cái video cùng một lúc, nói rất là khản cổ. Và cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một cái trải bài kỳ tới. Bye bye.